Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta có hai nội dung, đó là chạy ngắn và đội hình đội ngũ. Thì phần chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát cao mà năm lớp 7 các em đã được học. Về đội hình đội ngũ, chúng ta sẽ học tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, giống hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số. Về phần chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát cao, các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về tư thế thân người, người chạy giữ cho thân trên hơi ngả về phía trước một góc không quá 4 hoặc 5 độ. Hai vai lắc không nhiều. Phần đầu và thân người của người chạy cần giữ thẳng để cơ cổ và cơ mặt trước được thả lỏng tự nhiên. Tay sẽ ngược với chân. Động tác của tay và chân. Thì về động tác của tay, trong kỹ thuật xuất phát cao, yêu cầu người chạy cần đánh so le với động tác chạy của chân. Người chạy cần đánh tay để giúp cơ thể giữ thăng bằng và đánh cùng lúc với nhịp thở còn giúp tần số bước chạy được điều chỉnh. Về động tác của chân, chủ yếu lực đẩy cơ thể của người chạy về phía trước chính là lực đạp sau của hai chân. Để tiết kiệm sức của hai chân, chính là người chạy cần đạp sau đúng hướng và phải phối hợp đạp sau với độ ngã của thân trên và các động tác của cả hai tay. Về phân phối tốc độ giữa các bước thở và bước chạy nhịp nhàng, nếu tốc độ chạy của người chạy không lớn thì 3 bước hít vào và 3 bước thở ra. Nếu nhịp độ chạy nhanh thì hơi thở nhanh hơn với 2 bước hít vào và 2 bước thở ra. Đến khi mệt mỏi thì nhịp thở của người chạy sẽ không kết hợp với bước chạy. Khi hít thở, người chạy cần hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng và tích cực. Người chạy cần chú ý hít thở sâu ngay từ những bước chạy đầu để giữ vững nhịp thở và tránh nợ oxy quá sớm. Và vừa rồi, thầy đã ôn lại cho các em kỹ thuật xuất phát cao. Sau đây chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Chúng ta đến với nội dung đội hình đội ngũ. Thì ở đội hình đội ngũ, chúng ta sẽ học 3 nội dung. Đó là tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, giống hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số. Chúng ta đến với tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về tư thế đứng nghiêm thì khẩu lệnh đó là nghiêm. Động tác: đứng thẳng hai chân tạo hình chữ V, mắt nhìn thẳng, hai tay khép sát vào thân. Về đứng nghỉ, khẩu lệnh nghỉ. Về động tác: chùm gối một chân, hai tay buông tự nhiên. Về tập hợp hàng dọc, các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Về khẩu lệnh, thành 1, 2, 3, 4, hàng dọc, tập hợp. Về động tác, người chỉ huy đưa tay phải ra trước. Tổ trưởng tổ 1 đứng đối diện chỉ huy và cách chỉ huy một cánh tay. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt đứng bên trái và cách tổ trưởng tổ 1 một khuỷu tay. Các thành viên còn lại tập hợp theo thứ tự từ thấp đến cao theo tổ trưởng tổ mình. Về giống hàng dọc,
Các em xem hình ảnh minh họa. Về khẩu lệnh, nhìn trước, thắng. Về động tác, tổ trưởng tổ 1 giơ tay phải lên cao, các bạn phía sau đưa tay trái chạm vào vai bạn đứng trước, đồng thời chỉnh hàng cho ngay thẳng. Các tổ trưởng 2, 3, 4 đưa tay phải lên chống hông và dịch chuyển sao cho khuỷu tay chạm vào bạn bên phải và chỉnh hàng cho ngay thẳng. Các tổ viên tổ 2, 3, 4 nhìn tổ viên tổ 1 để giống hàng ngang và nhìn trước để giống hàng dọc. Về kết thúc giống hàng dọc, khẩu lệnh, thôi. Động tác tất cả trở về tư thế nghiêm. Điểm số hàng dọc, các em quan sát hình ảnh minh họa. Về khẩu lệnh, từ 1 đến hết, điểm số. Về động tác, các em lần lượt quay mặt sang trái và ra sau, hô to số của mình, sau đó quay mặt về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối cùng không quay mặt, mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Về điểm số hàng dọc 1212 đến hết, các em quan sát hình ảnh. Về khẩu lệnh, theo 1212 điểm số. Về động tác, các em lần lượt quay mặt sang trái và ra sau, hô to số của mình, sau đó quay về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Về tập hợp hàng ngang, các em quan sát hình ảnh minh họa. Khẩu lệnh, thành 1, 2, 3, 4, hàng ngang, tập hợp. Về động tác, người chỉ huy đưa tay trái sang ngang, tổ trưởng tổ 1 đứng bên trái cùng hướng cách chỉ huy một cánh tay. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ 1 và các tổ viên tập hợp bên trái tổ trưởng đứng từ thấp đến cao, so hàng ngay ngắn. Giống hàng ngang, các em quan sát hình ảnh. Khẩu lệnh, nhìn phải, thẳng. Về động tác, tổ trưởng tổ 1 đứng yên, các bạn trong tổ đánh mặt sang phải giống hàng sao cho thẳng. Tay phải chống hông sao cho khuỷu tay chạm bạn bên cạnh. Các tổ trưởng 2, 3, 4 đưa tay trái chạm vai bạn đứng trước, đồng thời chỉnh hàng dọc cho thẳng. Kết thúc giống hàng ngang, khẩu lệnh, thôi. Về động tác, tất cả trở về tư thế nghiêm. Điểm số hàng ngang, các em quan sát hình ảnh. Khẩu lệnh, từ 1 đến hết, điểm số. Động tác, các bạn lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình, sau đó trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Điểm số hàng ngang theo 1212 đến hết, các em quan sát hình ảnh. Khẩu lệnh theo 1212 điểm số. Về động tác, các em lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình, sau đó quay mặt về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết.
Về phần dặn dò, thì sau bài học, ở nhà thầy yêu cầu các em phần chạy ngắn, đọc lại phần kỹ thuật xuất phát cao. Về đội hình đội ngũ, các em sẽ học thuộc các khẩu lệnh có trong bài để điều khiển đội hình đội ngũ. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.